tình yêu và cuộc sống quay lại với cả nhà. Hôm nay là cái ngày hôm nay mình bắt đầu đi biển. Thì đúng ra là hôm qua mình đi họp mặt ở nhà Cam Thi ở North Carolina, nhưng mà hôm nay mới đi là tại vì có người phải đi chơi với bồ sinh nhật của bồ, cho nên là phải miss một ngày. Thì hôm nay là chạy sẵn ra biển ở South Carolina luôn, thì đang trên đường đi, nãy giờ cũng mệt quá. Cái người chở mình đó, đố các bạn là ai? Thì người đó mệt không cho quay. Thì hôm nay Linh đang chạy cái xe. Xe rất là đẹp. Thì mở mui xe không có chậm. Rất là thích nè. Rất là thích nha. Ai mà muốn mua xe này thì liên lạc với mình nha. Tại vì cái người mà đang chạy xe này, đang bán xe này đang bán ở đu lên xe. Bán xe này rất là đắt nha. Rồi mình đố là trên xe chỉ có hai người thôi, cái người chở mình đó, đố là ai. Rồi anh hai, nguyên đại gia đình anh hai là đi qua bên Cam Thi từ hôm qua. Rồi hôm nay Cam Linh mới đi đó, mà có hai người thôi. Mình buồn ngủ quá mà đi xe này không có mui. Ôi dồi ôi, phải cái tay. Ôi, đưa cái tay lên phải ghê. Bay mạnh dễ sợ. Đồ đạc để sau là coi như nó bay hết, nhưng mà mình làm chặt nó không có bay. Mình để những cái đồ nặng nó không bay. Đi từ nhà là Virginia, đi ra tới Myrtle Beach là 6 tiếng rưỡi ha. 6 tiếng rưỡi, đúng ra là 6 tiếng 35 phút đó, nhưng mà mới dừng lại đổ xăng mà chưa có ăn gì. Thì cả nhà chúc mình trên đường hành giỏi, bình an. Thì người lái mình rất là cẩn thận. Mình rất là tin tưởng. Mình rất là happy. Enjoy. Thì đại gia đình là họp mặt ở biển Myrtle Beach. Mình đi từ không biết lúc mấy giờ. Ok, Thi gọi chắc Thi đi tới ra biển rồi. Tại hôm nay là anh hai và gia đình Cam Thi đi ra tới biển. Mà từ nhà anh Thi đi ra biển thì có 4 tiếng, còn mình đi từ nhà 7 tiếng, phải 6 tiếng rưỡi để bắt máy Cam Thi để rồi quay lại nha. Why do?
xe. Visit for Pink Alexis. We service all makes and models. No appointment necessary, just bring it in. À, Betty với Tài mắc đi làm, không có đi được. Cho nên tiếc quá ở nhà. Chạy đúng speed limit. Rồi nói gì qua ta. Ra tới biển thì mình sẽ quay để trả lời là ai là người chở mình. Còn bây giờ mình đố về nhà. Gia đình anh hai với lại gia đình Cam Thi với lại